số lượng cực nhiều, khuyến mãi cực chất, mức giá cực sốc. Hãy nhanh tay đặt hàng. Minh Trí và Tú Trinh cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi và chọn lựa những dòng sản phẩm trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping. Và kể từ ngày hôm nay, trên kênh truyền hình VTV Hyundai Home Shopping sẽ có rất là nhiều chương trình đồng giá với mức giá rất là hấp dẫn, 399.000 đồng. Chúng ta sẽ có ngay một số lượng đơn đặt hàng với tổng số lượng sản phẩm ở bên trong rất là lớn, cùng với mức giá là 399.000 đồng của những thương hiệu nổi tiếng quý vị nha. Và trong đó Subo là một trong những thương hiệu đã rất quen thuộc trong từng không gian bếp gia đình người Việt Nam. Vậy thì trong thời lượng phát sóng có giới hạn ngày hôm nay, chúng ta sẽ có được những gì Tú Trinh? Và thưa quý vị, trọn bộ sản phẩm đó chính là ba chiếc chảo với ba đường kính khác nhau, lại còn có thêm một chiếc nồi lớn nữa cũng đến từ thương hiệu Subo. Đầu tiên quý vị sẽ có ngay một chiếc chảo nhỏ với đường kính 16 cm, một chiếc chảo trung với đường kính 20 cm, một chiếc chảo lớn nhất sâu lòng với đường kính 24 cm. Chưa hết đâu ạ, còn có thêm một chiếc nồi lớn là tay cầm cán dài, nắp kính trong suốt nữa, cũng đến từ thương hiệu Subo, đường kính là 20 cm luôn. Nắp kính này mình có thể sử dụng kèm cùng với chiếc chảo 20 cm của chúng ta nha quý vị. Đó, rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng như vậy thôi. Với từng chiếc chảo, quý vị có thể là mình áp dụng cho nhiều nhu cầu sử dụng và nấu ăn khác nhau, và tất cả đều đến từ thương hiệu Subo, bền bỉ và an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Tất nhiên mức giá ngày hôm nay phải nói rằng là cực kỳ ưu đãi quý vị ạ, 399.000 đồng. Số lượng sản phẩm ngày hôm nay cũng rất có hạn mà thôi, cho nên là quý vị nào đang theo dõi chương trình thì chúng ta đừng chần chừ mà bỏ qua cơ hội nha. Và hãy bắt đầu đặt hàng qua số tổng đài rất quen thuộc quý vị nha, 1900 7137, nắm bắt ngay ba chảo một nồi chống dính cao cấp của thương hiệu Subo. Chúng tôi sẽ giao hàng trên toàn quốc. Nhanh tay sở hữu bộ ba chảo một nồi, mức giá 399.000 đồng. Một chảo sâu 16 cm, một chảo chiên 20 cm, một chảo chiên 24 cm và một nồi canh 20 cm. Bộ ba chảo một nồi được làm bằng hợp kim nhôm 3003, chống dính an toàn, kỹ thuật phun cát trên bề mặt khó bong tróc, truyền nhiệt nhanh và đều, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Với bộ ba chảo và một nồi đến từ thương hiệu Subo, sản phẩm chất lượng và quen thuộc đối với người tiêu dùng tại Việt Nam, an toàn cho sức khỏe và chế biến được nhiều món ăn ngon hơn, quý vị nhanh chóng sở hữu với mức giá cực kỳ ưu đãi nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay. 399.000 đồng chúng tôi mang đến cho quý vị trọn bộ lên đến là 4 sản phẩm chất lượng của thương hiệu Subo. Quý vị cần chảo nhỏ, có ngay chảo nhỏ với đường kính 16 cm, chảo trung đường kính 20 cm với đáy màu đỏ rất nổi bật, chảo lớn với đường kính 24 cm nữa, và cuối cùng mình còn có thêm một chiếc nồi lớn và sâu lòng với đường kính lên đến là 24 cm luôn, lại còn có 5 lớp chống dính nha quý vị, cho nên là mình cứ thoải mái nấu ăn và chiên xào mỗi ngày. Và tất cả đều đến từ thương hiệu Subo, một thương hiệu đã quen thuộc và uy tín nhiều năm trên thị trường Việt Nam của chúng ta quý vị nha. Và quý vị hãy lưu ý rằng là số lượng sản phẩm ngày hôm nay với mức giá là 399.000 đồng thì rất có hạn mà thôi, cho nên là chúng ta hãy thật sự nhanh chóng sở hữu ngay từ bây giờ với tổng đài quen thuộc 1900 7137. Và đặc biệt là thời lượng phát sóng chương trình thì cũng chỉ có giới hạn, nó sẽ khác biệt so với những chương trình phát sóng thông thường. Do đó là ngày hôm nay Minh Trí và Tú Trinh sẽ tranh thủ giới thiệu cho quý vị và các bạn, chúng ta không những là có những chiếc chảo chống dính mà chúng ta sẽ có luôn nồi chống dính của thương hiệu Subo, phủ 5 lớp và ở bên trong có một lớp chống dính quý vị nha. Nấu ăn an toàn để giúp cho quý vị và các bạn dễ dàng có thể là thực hiện nhiều món ăn khác nhau. Và bây giờ thì đầu bếp của chúng ta sẽ sẵn sàng để có thể làm ngay những cái món đầu tiên quý vị nha. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với một chiếc nồi với đường kính lớn và một lớp phủ chống dính ở bên trong nữa. Chảo chống dính đã rất tốt rồi, nhưng mà nồi chống dính chúng ta cần đáng lưu tâm hơn, bởi vì chúng ta làm được những cái món hầm, những cái món kho để đảm bảo được sức khỏe của tất cả các thành viên ở bên trong chính gia đình của mình quý vị và các bạn nha. Một lớp chống dính được phủ ở bên trong lòng chiếc nồi như thế này đây, với đường kính đó là 20 cm, và cùng cái phần tay cầm cán dài giúp cho quý vị và các bạn có thể là nắm chắc tay hơn để chúng ta thực hiện những cái món ở bên trong gian bếp gia đình của mình của thương hiệu Subo. Ví dụ như là chúng ta sử dụng ngay với chiếc nồi với đường kính 20 như thế này, chúng ta có thể làm được những cái món là nghêu xào nè, những cái vỏ sò cứng chẳng hạn. Nhưng mà đã an tâm rồi, chúng ta sẽ có 5 lớp và trong đó có một lớp chống dính ở bên trong lòng nồi như thế này, dễ dàng làm được những cái món hấp hầm kèm theo với nắp thủy tinh dày dặn ở bên trên. Và chúng ta sử dụng kèm với nắp thủy tinh như thế này để cho luôn chiếc chảo nữa, Tú Trinh ha. Đúng rồi Minh Trí ơi, do đó việc mà chúng ta có thể là giữ nhiệt ở bên trong nè, đồng thời mình có thể là quan sát luôn là thực phẩm ở phía bên trong đang trong quá trình chín như thế nào nữa, rất là tiện lợi luôn đó quý vị. Đây là chiếc nồi với đường kính là 20 cm nữa, quý vị an tâm nha, nồi của chúng ta lại còn chống dính luôn, cho nên là khi mà chúng ta nấu ăn sẽ rất là dễ dàng trong việc là không dùng quá nhiều dầu mỡ, đồng thời là khi mà chúng ta chùi rửa cũng không có mất nhiều thời gian đâu quý vị ạ. Tương tự như vậy thì mình sẽ còn có thêm một chiếc chảo bên cạnh với đường kính là 20 cm nữa. Với
cái màu đỏ rất là nổi bật luôn. Đúng rồi. Quý vị có thể thấy là ở làm sáng bừng cho không gian bếp của nhà mình, 5 lớp chống dính cho nên mình không cần dùng nhiều dầu mỡ nha. Thực phẩm phía bên trong dễ dàng chiên xào và rất tiết kiệm thời gian khi nấu nướng luôn. Mình chỉ nghĩ rằng là một thời gian để chúng ta có thể đặt hàng nhanh chóng trong thời gian chương trình này. Chính đó chính là gọi nhanh chóng vào số tổng đài 1900 7137. Một lần mua sắm và đặc biệt là chương trình khuyến mãi với mức giá rất là cực sốc, đó chính là 399.000 đồng. Rồi. Chọn một bộ trong không gian bếp, chúng ta vừa có chảo vừa có nồi, ba chảo và một nồi, và trong đó là bếp và nhà bếp của chúng ta đang thực hiện đó là bằng với chiếc chảo với màu đỏ sơn chịu diệt ở bên ngoài như thế này quý vị nha, của thương hiệu Subo, để dễ dàng mà chúng ta có thể là chiên xào cũng như là phủ 5 lớp, và chúng ta sẽ có ngay một lớp chống dính ở bên trong lòng chảo như thế này cùng với lại đường kính 20. Quý vị lưu ý là chúng ta sẽ có ngay một chiếc nắp thủy tinh, chúng ta kết hợp chung với chiếc nồi hồi nãy, chúng ta sẽ có một nắp thủy tinh dành riêng cho nồi và cả cho chảo nữa quý vị nha. Và quý vị thấy là chúng tôi đang cho trực tiếp là nước sốt đậm màu vào phía bên trong nha, mà quý vị nhìn xem lòng chảo của chúng ta vẫn chống dính rất là hiệu quả luôn, thoải mái khi mà chiên xào, Minh Trí ha. Do đó thì các chị em phụ nữ ơi, khi mà chúng ta nấu ăn đó quý vị không có phải lo lắng là thực phẩm nó sẽ bị bám dính vào trong lòng chảo của chúng ta đâu. Bộ sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu Subo, nấu ăn tiết kiệm thời gian nè, lại còn truyền nhiệt nhanh, do đó rất là nhanh sôi nữa. Và bây giờ thì chúng tôi thấy là thực phẩm cũng đã bắt đầu là chín dần đều rồi. Sau đó thì quý vị chúng ta có thể là mình sẵn sàng trút ra bên ngoài và có ngay món mì ý sốt bò bằm rất là tuyệt hảo luôn. Như vậy là chúng ta sẽ thay đổi ngay, làm phong phú thêm thực đơn gia đình của mình. Không những là làm được những cái nước sốt đậm màu mà nhà bếp của chúng ta sẽ có thể là sử dụng ngay. Chúng ta chùi rửa vệ sinh trong lòng chảo rất là đơn giản quý vị và các bạn nha. Liên tục chúng ta có thể là tiết kiệm thời gian trong việc là vệ sinh chùi rửa những chiếc chảo đó và thực hiện tiếp theo những cái món ăn nữa. Gia đình mình có đông thành viên, ít thành viên hay đặc biệt là trong những ngày cuối tuần họp mặt gia đình bạn bè trong những bữa tiệc, chúng ta sẽ tăng cường thêm tiết kiệm thời gian và liên tục nấu thêm nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau. Đó, chính xác là bây giờ là mình có thêm món nghêu nữa, mà khi mà ta lấy trực tiếp toàn bộ là cái phần nghêu với vỏ cứng ra khỏi lòng nồi. Ô quý vị nhìn xem là lòng nồi của chúng ta không hề bị bám dính thực phẩm nha. Rất là tuyệt vời luôn. Mình chỉ cần chúng ta dùng khăn lau nhẹ nhẹ thôi là đã có thể làm sạch rồi. Và cũng với chiếc nồi với chiếc chảo này, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện thêm những món ăn tiếp theo nữa. Và bây giờ thì cũng là chiếc nồi 20cm chúng tôi vừa nấu xong món nghêu thì sẽ tiếp tục sử dụng để mà chúng ta làm thêm một món ăn khác nữa. Và bên cạnh thì có thêm một chiếc chảo lớn với đường kính là 24cm luôn. Để quý vị chúng ta tiếp tục thực hiện thêm nhiều món chiên, món xào. Và quý vị thấy đó, cái việc mình chùi rửa đâu có mất nhiều thời gian đâu ạ. Cho trực tiếp sản phẩm vào bên trong lòng chảo của chúng ta rất là an toàn. Sau đó thì mình thấy là với việc là truyền nhiệt nhanh như vậy cho nên là thời gian nấu ăn của mình nó không có mất nhiều thời gian như trước đây đâu quý vị ạ. Vừa có chảo vừa có nồi nè Minh Trí, nên một lần á mình mua sắm thôi thì đầy đủ những phụ kiện nhà bếp cần thiết luôn. Với chiếc nồi đường kính là 20 như thế này thì quý vị có thể sử dụng ngay như là một chiếc chảo chống dính. Và chúng ta quay trở lại, chúng ta sử dụng nồi như thế này để chúng ta làm được những cái món súp ở bên trong gia đình của mình quý vị nha. Tay cầm cách nhiệt dài hơn nè, cán dài, chúng ta có thể là nấu những cái món súp cùng với lại hải sản nè, rau củ quả hấp bên trong quá. Và chúng ta sẽ tiết kiệm thời gian hơn khi quý vị cảm nhận được đó là ở bên trong 5 lớp đó sẽ truyền nhiệt rất là nhanh và tỏa nhiệt đều hơn. Dày dặn, chúng ta nấu ăn được trên nhiều chất liệu bếp khác nhau như là bếp ga nè hay là bếp hồng ngoại chẳng hạn, rất là đơn giản của thương hiệu Subo quý vị nha. Và tiếp theo thì quý vị hãy cùng quan sát tiếp tục nha. Một chiếc chảo lớn với đường kính là 24cm luôn. Đây là chiếc chảo lớn nhất trong trọn bộ sản phẩm này. Để làm chi ạ? Để quý vị chúng ta có thể là mình dễ dàng thực hiện thêm những món ăn tiếp theo nữa. Và với chiếc chảo này thì mình có thể là cho thêm những món ăn như là càng ghẹ nè, chúng ta rang muối ớt hoặc là nhiều món ăn khác. Và quý vị quan sát thấy nha, những loại thực phẩm mà nó có vỏ cứng như vậy nhưng mà chiếc chảo của Subo vẫn có thể tự tin thực hiện được nhiều món ăn ngon mà chúng ta có thể đảo thoải mái và liên tục luôn đó quý vị. Quý vị đang quan sát đó là đầu bếp của chúng ta đang thực hiện những cái món càng ghẹ rang như thế này. Cùng với bên trong chúng ta có một cái lớp chống dính kỹ càng hơn, và đặc biệt là điểm nhấn ở chiếc chảo với đường kính 24cm quý vị có thể dễ dàng quan sát là ở bên ngoài chúng ta sẽ có phủ một cái lớp sơn cán mờ như thế này quý vị nha, sang trọng hơn, làm cho không gian bếp của chúng ta sẽ trở nên rất là sang trọng với một cái lớp sơn cán mờ màu xám, đặc biệt là 5 lớp dày dặn dập nổi của thương hiệu Subo phía dưới đáy chảo nữa. Thì quý vị và dễ dàng có thể là thực hiện những cái món càng ghẹ rang như thế này quý vị nha. Và sau đó thì chúng ta sẽ liên tục dễ dàng vệ sinh chùi rửa bởi vì có lớp chống dính dày dặn ở bên trong nữa để tiếp tục thực hiện nhiều món ăn khác nhau. Nếu như chúng ta sử dụng chảo với đường kính lớn là 24 làm càng ghẹ rang, sau đó là vệ sinh chùi rửa, tiếp tục là chúng ta làm cái món cơm chiên Dương Châu cùng với rau củ quả bên trên nữa quý vị nha, làm phong phú hơn thực đơn gia đình của mình. Ngoài những cái món chiên xào với nước sốt đậm màu nhưng mà quý vị vẫn đảm bảo đó là chúng ta sẽ không có bị cháy khét nè, dễ dàng vệ sinh chùi rửa và lớp chống dính cao cấp sẽ an toàn cho sức khỏe hơn. Và bên cạnh đó là còn có phần tay cầm cách nhiệt nữa, và tay cầm dài chắc chắn luôn nên quý vị có thể thoải mái chúng ta làm món cơm chiên nè, chúng ta làm mì xào nè, chúng ta có thể là xào hủ tiếu những ngày cuối tuần nữa trong một chiếc chảo sâu lòng và có đường kính lớn lên đến là 24cm luôn. Đó quý vị thấy nha, cho rất là nhiều thực phẩm vào phía bên trong lòng chảo lớn là 24cm nhưng mà
mà quý vị thấy không, chúng ta vẫn có thể là thoải mái đảo thực phẩm lên xuống như vậy mà không có làm rơi thực phẩm ra phía bên ngoài luôn đó. Và thời gian phát sóng còn lại không còn nhiều nữa quý vị và các bạn nha, hãy cùng với Minh Trí và Tú Trinh chúng ta cũng có thể là theo dõi với đầu bếp của VTV Bình Đại Hồng Shopping ngày hôm nay liên tục để chúng ta có thể là thực hiện nhiều món ăn với chọn một bộ sản phẩm của thương hiệu Subo trên kênh truyền hình VTV Bình Đại Hồng Shopping quý vị nha. Và bắt đầu từ ngày hôm nay trong chương trình này với mức giá là 399.000 đồng, VTV Bình Đại Hồng Shopping sẽ mang lại cho quý vị và các bạn rất nhiều sản phẩm đồng giá, đặc biệt là hôm nay của thương hiệu Subo, ba chảo một nồi chống dính. Ba chảo một nồi chống dính với những đường kính khác nhau, dễ dàng cho quý vị lựa chọn tùy theo nhu cầu mà chúng ta sử dụng ngay cho mỗi món ăn khác nhau của nhà mình. Và đặc biệt là cùng với những chiếc chảo chống dính cao cấp với đường kính lớn như là chảo 24cm ngày hôm nay của thương hiệu Subo thì chúng ta có thể là phủ một lớp chống dính ở bên trong lòng chảo để có thể là chiên trứng quý vị nha, và hạn chế sử dụng quá nhiều dầu mỡ để có thể là bảo vệ sức khỏe của gia đình mình. Chẳng hạn với đường kính lớn chúng ta làm được những cái món chiên cặp dầu, ví dụ như là chả giò nè, hoặc là chúng ta có thể là chiên bánh phồng tôm chẳng hạn. Chọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay 399.000 đồng mà thôi quý vị đang quan sát, đó chính là một cái món trứng chiên ở trong chảo với đường kính là 24cm như thế này đây. Rất là thích quý vị ơi, với tay cầm cán già là còn cách nhiệt nữa Minh Trí, nên là khi mà chúng ta thao tác đó mình cảm thấy rất là dễ chịu luôn. Và do đó thì các chị phụ nữ của mình có thể yên tâm nha, buổi sáng mình làm món trứng ốp lết cho ông xã của mình nè, hay là các con của mình nữa. Và lòng chảo chống dính cho nên là chúng tôi không có cho dầu mỡ vào khi mà mình chiên trứng đâu ạ. Quý vị cũng có thể là thực hiện được như vậy. Wow, còn bây giờ thì sao? Hãy cùng lật ngay là miếng trứng lên để chúng ta kiểm tra xem là lòng chảo của mình có chống dính hay không nha. Như vậy là cùng với lớp chống dính đó thì đầu bếp của VTV Bình Đàm sẽ biên dễ dàng lật trở những cái món trứng chiên như thế này quý vị nha. Và liên tục chúng ta có thể làm thêm những cái món chiên xào khác nhau. Đúng và rồi. Không những là chúng ta sẽ có chảo lớn mà trong trọn một bộ sản phẩm chúng ta còn thêm một chiếc chảo nhỏ nữa. Đây. Quý vị có thể dễ dàng quan sát là chúng ta sẽ có thêm một chiếc chảo mini như thế này với đường kính đó chính là 16cm quý vị nha. Bây giờ thì chúng tôi đang quan sát là ở đây đầu bếp của chúng tôi vẫn đang thực hiện là món nước sốt chanh dây cho những món ăn Âu rất là thơm ngon. Và lòng chảo tuy nhỏ nhưng mà sâu lòng nên quý vị cứ thoải mái chúng ta chiên xào và đảo tới đảo lui luôn. Và đầu bếp chúng ta bây giờ có thể là đổ cái phần nước sốt đó ra để quý vị quan sát là những cái loại gia vị nước sốt đậm màu chúng ta sử dụng ngay với chảo nhỏ như thế này có thể là không có bị cháy khét ở bên trong lòng chảo, bởi vì chảo nồi chúng ta đều có 5 lớp và trong đó có một lớp chống dính ở bên trong lòng chảo quý vị nha. Và thưa quý vị, như vậy là vừa chống dính nào mà lại còn có nhiều đường kính khác nhau cho quý vị chúng ta dễ dàng là mình thực hiện được nữa. 399.000 đồng, số lượng sản phẩm ấn tượng và mức giá cực kỳ hấp dẫn, nên quý vị chúng ta đừng chần chừ nữa nha. Thời gian mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping đã không còn nhiều nữa rồi, quý vị hãy nhanh chóng lên ạ. Gọi ngay với chúng tôi qua tổng đài quen thuộc 1900 7137 để có thể nhanh chóng sở hữu ngay chương trình hấp dẫn 399.000 đồng chỉ còn trong thời gian ngắn còn lại thôi. Chương trình mua sắm không thể hấp dẫn hơn. Với VTV Hyundai Home Shopping, quý vị sở hữu ngay bộ ba chảo một nồi thiết kế rất tiện dụng, tay cầm bằng nhựa cách nhiệt, chảo sâu 16cm, làm được thoải mái các món chiên xù, chảo chiên đường kính 20-24cm, dung tích lớn nè, làm được nhiều món chiên rán mà không la dầu mỡ văng ra bên ngoài, thoải mái trong quá trình chế biến thức ăn. Nhanh tay sở hữu bộ ba chảo một nồi, mức giá 399.000 đồng, một chảo sâu 16cm, một chảo chiên 20cm, một chảo chiên 24cm và một nồi canh 20cm. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian mua sắm của chúng ta trong chương trình đặc biệt là 399.000 đồng cũng đã gần hết rồi. Quý vị còn chần chờ gì nữa mà chúng ta lại bỏ qua cơ hội sở hữu ngay chọn một bộ sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu nổi tiếng trên thị trường trong rất nhiều năm qua, đó chính là thương hiệu Subo. Quý vị sẽ có một chiếc nồi lớn với đường kính là 20cm, sâu lòng nè, tay cầm cán dài nữa, dễ dàng khi mà chúng ta nấu ăn mỗi ngày luôn. Đó, quý vị thấy không nào, sâu lòng nha, rất là tiện lợi luôn, lại còn chống dính ở bên trong nữa, thoải mái nấu ăn mỗi ngày, lại còn có thêm một chiếc chảo với đồng đường kính là 20cm nữa, nồi 20cm, chảo với đường kính là 20cm, lại có thể sử dụng chung cả một chiếc nắp kính trong suốt luôn, rất là tiện lợi nha quý vị. Quý vị mua bình thường á, mỗi sản phẩm này thì mức giá cũng đã là khá cao rồi, thì bây giờ chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay với mức giá chỉ là 399.000 đồng, thế nhưng mình sẽ có ngày đến 4 sản phẩm lớn. Đồng giá cho 4 sản phẩm kể trên chỉ là 399.000 đồng và thời gian phát sóng còn lại không còn nhiều, vì đó chúc cho quý vị hãy nắm bắt ngay cơ hội này trong những phút cuối cùng và liên tục đặt hàng qua sản phẩm.
tài quen thuộc 1900 7137. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình này trên website bán hàng trực tuyến và đặt hàng nhanh chóng vtvhuyendai.vn. Và chúng tôi một lần nữa rất mong là quý vị đang theo dõi chương trình phát sóng đặc biệt này, chúng ta đừng bỏ qua cơ hội này nha. Một lần mua sắm mà thôi, cần chảo có chảo, cần ngay nồi có nồi, và tất cả đều chất lượng đến từ thương hiệu Suba nữa, giao hàng về tận nơi trên toàn quốc dành đến cho mỗi gia đình. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã gần kết thúc rồi, hãy nhanh chóng gọi điện thoại về ngay với chúng tôi qua tổng đài 1900 7137 quý vị nha. Tú Trinh và Minh Trí xin mến chào tạm biệt và chúc cho quý vị sẽ luôn luôn có được nhiều món ăn thật là thơm ngon mỗi ngày cùng với bộ sản phẩm cao cấp của thương hiệu Suba. Xin chào và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhuyendai.vn.